Bạn băn khoăn rằng bạn già rồi, không biết có học được không? Bạn băn khoăn, bạn chưa biết gì về hoa, thì liệu bạn có theo học được khóa học này hay không? Câu trả lời có ngay trong khóa K1. Đây là những thành phẩm của những học viên của khóa K1. Hầu hết các chị đều là những người nhiều tuổi, có chị sinh năm 71, còn có những bạn còn chưa biết gì đến bó hoa, không biết làm như thế nào. Và sau 5 ngày học thì kết quả thật là đáng bất ngờ. Tiếp nối thành công ngoài mong đợi của khóa K1 thì tôi tiếp tục tổ chức khóa K2 vào ngày 22 đến 26 tháng 10 này tại nhà tôi, Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội. Bạn băn khoăn rằng bạn già rồi, không biết có học được không? Bạn băn khoăn, bạn chưa biết gì về hoa thì liệu bạn có theo học được khóa học này hay không? Câu trả lời có ngay trong khóa K1 và hiện tại những người này đã rất thành thạo để có thể có những cái mẫu hoa cũng như là tự tin để làm nên những mẫu hoa bán trong mùa 20 tháng 10 này rồi. Đây là khóa học hoàn toàn thực chiến. Chính vì vậy chắc chắn bạn sẽ ra đơn ngay sau khi học và kết quả cũng đã được chứng minh ở khóa K1. Để việc học của các bạn được hiệu quả, tôi chia khóa học này làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, từ khi các bạn hoàn thiện học phí đến khi học họp thì tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn xây dựng những trang mạng xã hội TikTok, Zalo, Fanpage, Facebook, YouTube. Và tôi sẽ tặng bạn một landing page giới thiệu về bản thân mình và kết nối những trang mạng xã hội mà tôi vừa mới hướng dẫn cho các bạn cách để lập, giúp cho các bạn chuyên nghiệp hơn và tạo uy tín với khách hàng hơn. Ở giai đoạn thứ hai, các bạn học 5 ngày ở nhà tôi. Ở 5 ngày này thì tôi sẽ giúp cho các bạn sửa những lỗi sai mà các bạn gặp phải, giúp cho các bạn hướng về những thao tác đúng, chuẩn. Và những thao tác cơ bản chuẩn đúng rồi thì các bạn sẽ làm được những mẫu hoa đẹp và biết được lỗi rồi các bạn sẽ sửa được ngay lập tức. Chắc chắn những thao tác cơ bản mà tôi hướng dẫn cho các bạn ở 5 ngày này rồi, các bạn sẽ thành thạo và để mà quay lại những thao tác cũ sai của các bạn trước đây là điều không thể. Bởi vì tôi cho các bạn thực hành đi, thực hành lại để các bạn có thể thấm luôn và bạn sẽ không bao giờ quay trở lại những thao tác sai kia nữa. Sau đó các bạn sẽ được thực hành trên những đơn hàng giả lập để các bạn nhìn vào sản phẩm của khách hàng đưa, nhìn vào những cái mẫu hoa đẹp ở trên mạng, các bạn có thể làm được ngay và từ đó thì các bạn về có thể tự tin xây dựng được một bộ mẫu dành cho riêng mình. Ở những ngày cuối, tôi sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quan về kinh doanh và giúp cho các bạn có được cái tư duy đúng, giúp cho các bạn thuê người và giúp cho họ có thể gắn kết với mình lâu dài để các bạn có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình và các bạn cảm thấy thoải mái, happy khi kinh doanh chứ không phải là kinh doanh là khổ chủ nữa. Trên thực tế làm nghề, bạn sẽ gặp phải vô vàn những tình huống mà không có ở trong quá trình học. Chính vì vậy thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn ở giai đoạn 3 giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn trong quá trình các bạn làm, những vướng mắc hoặc những cái thao tác mà các bạn có thể quên trong quá trình học thì tôi tiếp tục hỗ trợ các bạn khi các bạn trở về nhà. Và việc hỗ trợ này thì sẽ diễn ra trọn đời. Các bạn cũng biết ở ngành hoa của chúng ta thì nó sẽ có rất là nhiều những cập nhật cũng như là những mẫu mới. Chính vì vậy thì tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho học viên mình những mẫu mới, những kiến thức mới để các bạn sẽ luôn luôn đổi mới và có những mẫu mã đẹp trong cái mùa lễ Tết để các bạn có thêm thu nhập. Và có một điều vô cùng đặc biệt là sau 5 ngày học bạn cảm thấy không ưng ý với khóa học này, bạn cảm thấy phí khi bạn tham gia 5 ngày ở đây thì tôi sẽ hoàn lại học phí cũng như là toàn bộ những chi phí các bạn ăn ở đây để các bạn cảm thấy yên tâm, không phải lo mất gì cả. Cùng lắm là chỉ có mất 5 ngày trải nghiệm những cái điều mới mà thôi. Tôi tin rằng có rất là nhiều người đã bỏ thời gian 4 đến 5 năm cùng một số chi phí không hề nhỏ. Nhưng đến thời điểm này thì bạn vẫn cảm thấy bơ vơ và chưa kiếm được bất kỳ một thu nhập nào từ những khoảng thời gian đó. Ở đây bạn chỉ mất có 5 ngày và một chi phí vô cùng nhỏ thì bạn đã sở hữu ngay được một hệ thống kinh doanh cũng như là những cái tư duy mới, cách làm mới giúp cho các bạn có ngay những đơn hàng sau khi học. Và chờ chờ gì nữa thì hãy đăng ký ngay để sở hữu cho mình một hệ thống kinh doanh thông minh và giúp cho việc kinh doanh của mình trở nên vui vẻ và hạnh phúc. Hãy chia sẻ cho bạn bè của các bạn, biết đâu nhờ cái chia sẻ của các bạn
sẽ giúp cho họ thay đổi và họ sẽ tiếp tục quay trở lại để cảm ơn bạn. Hoặc khi mà bạn chia sẻ những điều tốt đẹp, chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Hãy nhớ chia sẻ để lan tỏa những điều tốt đẹp cho mọi người bạn nhé.